dị nhân với bộ nail bằng kim loại khá bất hoại. Có cùng người yêu sinh như wow, cùng khả năng hồi phục nhanh gấp chục lần người thường. Bị cuộc sống đẩy đến bờ vực của sự thú tính hoang dại, sẵn sàng chiến đấu với một kẻ có sức mạnh như cái nồi lẩu thập cẩm. Tuyên bố Superman là thằng đầu sẽ rách. Cần một lúc hai kẻ bất tử, đó chính là người sói. Để biết thêm chi tiết, hãy đến ngay với recap series về nhân vật này. X-Men Origin mở ra vào năm 1845 tại Canada với cậu bé James Howlett. Một tiếng súng vang lên biến cậu thành Naruto. Tâm trạng đau thương không kích hoạt kiểu vĩ, thay vào đó là móng vuốt trồi ra từ bàn tay. James điên cuồng lao đến đâm chết thằng giết bố mình. Nhưng cú lừa ở chỗ, ông này mới chính là bố đẻ của cậu. Quá đau đớn, James bỏ trốn với người anh trai cùng cha khác mẹ tên là Victor Creed. Hai đứa trẻ cứ thế chặn cho đến khi trở thành chuyện ngắn của Thạch Lam, rồi biến thành Hugh Jackman và Lee Schreiber. Cả hai sống sót từ nội chiến Hoa Kỳ cho đến chiến tranh thế giới. Trong một lần không kiểm soát được con cù của mình, Victor vô tình giết chết thượng cấp, buộc hai thanh niên hợp lực chống lại đoàn quân, chỉ để đổi lấy hai án tử hình. Với khả năng hồi phục, cả hai không chết mà chỉ cần nghỉ là khỏe. Thiếu tá William Stryker chiêu mộ hai anh em vào biệt đội X, một nhóm tập hợp các dị nhân bao gồm Ryan Reynolds, anh em người sói thuộc chuyên ngành nail, tên đồ con Fred Duke, thanh niên điều khiển điện Chris Bradley, hiện xạ Agent Zero thuộc Refund Gaming, cuối cùng là Will.i.am nhưng vào vai John Red với khả năng dịch chuyển tức thời. Cùng nhau, họ chuẩn bị tấn công vào căn cứ của đám người xấu. Zero nổ súng trước mở đường, còn Fred đấm tịt ngòi xe tăng. Cả đám sau đó đi lên chỗ tên trùm. Chờ đợi họ là rất nhiều khẩu súng đã lên nòng. Wade bắt đầu múa quạt, chém đứt đôi viên đạn và cuối cùng là chém hết lũ vệ sĩ. Stryker tiến lên đối mặt với tên trùm, nói muốn biết nguồn gốc của cục đá này. Gã da đen khai rằng đã lấy nó từ một ngôi làng. Thế là cả nhóm đi đến ngôi làng. Không đạt được thỏa thuận với dân bản địa, Stryker ra lệnh cho Victor tàn sát. Nhưng James không thể để anh mình làm thế. Phẫn nộ trước những việc tàn nhẫn của cả đội, anh bỏ đi. Thứ kim loại kia là gì? Tí thì biết. 6 năm sau, James lúc này là Logan, đã có cơ thể 6 múi và cô bạn gái xinh đẹp Kayla Silver Fox. Anh làm việc tại một công trường gỗ với nhiệm vụ chính là bón cơm chó cho đồng nghiệp. Tại một nơi khác, Bradley giờ đã giải nghệ trở thành ảo thuật gia bị điện lực cực ghét. Bất ngờ thay, Victor xuất hiện nói rằng Wade đã chết và Bradley sẽ là người tiếp theo. Trong lúc đó, Kayla hoảng hốt vì thứ đâm mình không chỉ là con cu của Logan mà có lẽ là cả bộ móng kia. Thì ra, anh vẫn bị quá khứ ám ảnh, gạt đi tất cả. Logan may mắn khi có cô bạn gái thấu hiểu mình. Sáng hôm sau, khi anh đang làm việc, Stryker xuất hiện, nói các thành viên của biệt đội năm xưa đang bị truy sát và cần anh quay trở lại. Thế thì liên quan mẹ đến tao. Logan đi đón Kayla, kể chuyện Stryker đến tìm anh. Tối hôm đó, cô kể cho anh về chuyện tình mặt trăng với vị thần Quetzalcoatl, dịch ra là Wolverine, đã rời bỏ mặt trăng một lần và vĩnh viễn. Anh nghe xong chả hiểu gì, nên hôm sau vẫn đi làm gỗ như thường. Bỗng Logan thấy vết cào trên cây, biết ngay là nail gia truyền của thằng anh mình. Quả thật là có chuyện chẳng lành. Khi Victor đã tấn công Kayla, Logan tìm thấy cô trong vũng máu. Anh đau đớn hét lên "Á!" như một con thú hoang, rồi điên cuồng tìm kiếm Victor. Thế là cả hai lao vào nhau. Người gấu nhảy lên đè vào người sói, rồi bắt đầu cào vào mặt. Có lẽ lâu quá chưa luyện tập nên Logan gặp rất nhiều bất lợi. Nhưng cả hai kẻ bất tử đập nhau thì bao giờ xong, nên đạo diễn quyết định để cho một cái xe đi ngang qua đâm vào người Logan. Victor dẫm nát bộ móng xương rồi lạnh lùng bước đi. Logan được đưa đến bệnh viện và gặp Stryker ở đây. Hắn hứa sẽ cung cấp vũ khí để đánh bại Victor, nhưng cái giá phải trả là nỗi đau thể xác. Đạt được thỏa thuận, hai người đến trung tâm nghiên cứu của Stryker. Hắn giải thích viên đá họ tìm thấy ở châu Phi trước kia là thứ kim loại không thể bị phá hủy, gọi là adamantium. Stryker sẽ tiêm thứ đó vào người Logan, còn anh nhận cái tên mới Wolverine. Những kim tiêm chứa adamantium cắm vào từng thớ thịt khiến xương Logan biến đổi, dĩ nhiên là cực kỳ đau đớn. Nhịp tim, huyết áp đều tăng rất cao. Có lẽ anh sẽ cần đến Ninh Tâm Vương. Ký ức của Logan ùa về dồn dập từ một ngày ỉa mấy lần cho đến cục phần lỏng máy rắn. Quá sốc vì đống ký ức thô bạo và nỗi đau như nhồi sắp vào người, Logan nằm bất động. Bạn nghĩ Logan chết rồi ư? Đó là Logan Lee, còn Logan James thì vẫn còn sống. Stryker vui mừng, đập bàn vì thí nghiệm thành công, nói sẽ dùng DNA cho vũ khí 11, rồi ra lệnh tẩy não, biến anh thành vũ khí X. Nhưng Wolverine nghe thấy, vùng dậy và trở thành short clip mà bất cứ fan X-Men nào cũng yêu thích. Anh khỏa thần lao ra ngoài, tiêu tốn cả triệu đô của đạo diễn chỉ để quay cảnh này. Bộ móng adamantium bất hoại ra đời, kéo theo yêu cầu truy sát của Stryker. Logan được một đôi vợ chồng già cưu mang, rồi ngồi thử lên con xe phân khối lớn. Đúng lúc này, đạn xuyên qua người bà lão bởi Zero, trực thăng nã tên lửa tiêu diệt Logan. Nhưng anh đã kịp lao ra ngoài, bắt đầu chơi đua xe bắn súng với đám người của Stryker. Logan dùng nail phá hỏng một con xe,
rồi bay đến bám nắp trực thăng của Zero. Anh nó sẽ tìm Striker sau khi giết Victor. Zero thấy nó không nhắc đến tên mình, cứ tưởng không chết, nhưng vẫn chết. Thứ duy nhất giết được Logan lúc này phải là đạn Adamantium, nên Striker lò phết. Trong lúc đó, ta đến một trường học gặp Summer, nhưng không có 500 ngày. Chàng trai đeo kính đỏ trò đỡ đau mắt đỏ. Victor đã tìm đến đây và bắt đầu truy sát cậu, cho đến khi luồng laser đó bắn ra từ mắt Summer. Bất ngờ chưa? Striker xuất hiện ngăn Victor lại. Thì ra, cả hai vẫn làm việc với nhau. Trong lúc đó, Logan đến gặp người đồng đội cũ, trông vẫn nà ná Will là em. Anh da đen kể rằng Striker đang truy lùng những dị nhân để tạo ra một thứ đặc biệt, đó là vũ khí 11 mà hắn đã nói ở trên. Để tìm được hòn đảo của Striker, Logan phải moi thông tin từ Fred, nay đã biến hình từ 6 mũi thành 6 ngấn. Lúc này, Logan hiểu ra vụ bơm kim loại vào người để trả thù là một cú lừa, nên điên tiết ép thằng cù kia khai ra vị trí hòn đảo. Nơi đó là tuyệt mật, nên chỉ có gã đã từng thoát ra là Gambit mới biết chỗ. Với bộ kỹ năng mà thầy huấn không hề đồng ý, hắn tấn công Logan bằng sức mạnh cờ bạc, rồi tung chiêu đá bay anh ra khỏi căn phòng. Tình cờ, Logan gặp lại Victor ở đây. Thật ra hắn đến đây là để bắt Rick. Victor chấp cho thằng cù thóa sức thể hiện, rồi xiên một phát chết luôn. Thế là Victor và Logan lao vào nhau. Với sức mạnh của Adamantium, người sói nhanh chóng hạ được người gấu. Đúng lúc này, Gambit xuất hiện đánh bay cả hai khi hiểu nhầm Logan là người của Striker. Lợi dụng lúc đó, Victor bỏ chạy, làm Logan điên tiết, bắt Gambit đưa mình đến hòn đảo. Nơi đó được gọi là Three Mile Island, cực kỳ kín đáo và bất tầm nhìn, buộc anh phải lao khỏi máy bay. Trong lúc này, Striker đang thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, Logan âm thầm tiến đến. Và Striker tiết lộ mục đích thật sự, tạo ra một sát thủ dị nhân tên Deadpool, tổng hợp sức mạnh của tất cả các dị nhân khác, gọi là vũ khí 11. Bất ngờ chưa? Kayla vẫn còn sống, cô hợp tác với Striker nhằm đổi lấy sự an toàn của em gái. Sức mạnh của Kayla là thôi miên khi chạm vào người khác. Cảm thấy bộ phim này quá nhiều plot twist, Logan đau đớn rời đi. Victor lao ra, yêu cầu Striker thực hiện thỏa thuận, cho hắn bộ nều bằng kim loại. Nhưng Striker nói Victor là thằng cùi bắp nên sẽ không chịu được. Kayla định chạy trốn, tiếc là Victor tóm được cô. Nghe thấy tiếng hét, Logan quay trở lại, nhanh chóng đánh bại anh trai. Nghe lời khuyên của bạn gái, anh tha cho hắn một mạng, rồi cả hai lao đi cứu em gái của cô. Logan phá toàn bộ cửa phòng giam, đưa tất cả chạy trốn, cho đến khi Deadpool xuất hiện, hoàn toàn cải thiện so với bản trong chuyện. Không hề có mồm, nhưng lại có khả năng của các dị nhân khác. Uầy, katana luôn này. Nhờ sức mạnh vượt trội, người sói ăn hành ngập mồm, nên đành lên đỉnh của một ngọn tháp tiếp tục đánh nhau. Khi Deadpool sắp kết liễu được Logan, thì Victor xuất hiện cứu nguy. Deadpool bắn laser, Logan tung móng ra đỡ, trưởng lực bật ngược lại phía Deadpool. Nhân lúc hắn đang tập trung đánh Victor, Logan lao đến chém bay đầu tên quái nhân. Anh đạp hắn rơi xuống, rồi nhảy xuống từ tòa tháp đang sụp đổ. Trong lúc cuộc chiến diễn ra, Kayla dẫn các dị nhân khác vượt ngục. Một đám lính cản đường họ, nhưng bị Summer bắn nát đít. Kayla bảo anh em cứ đi trước, tí cô đuổi theo sau. Nhưng có lẽ là không, vì cô phải làm bạn với viên đạn. Cả đám bước ra ngoài, gặp giáo sư Charles Xavier và theo ông về nhà chung Expansion. Lại nói về Logan, sau khi nhảy xuống, anh gặp lại Kayla đang ôm bụng. Vừa mới hứa đưa cô ra khỏi đây, người sói đã bị bắn bởi Striker. Ông dùng đạn Adamantium bắn trên não anh, đang định giết nốt Kayla thì cô sử dụng năng lực ép hắn phải đi bộ đến khi chân tóe máu. Logan dần tỉnh lại, tiếc là trí não đã bị tổn thương nghiêm trọng. Anh quên hết tất cả, quên tên, quên người yêu, quên chớp mắt và quên cả ấn subscribe cho The Reviewer. Logan bỏ cô lại rồi rời đi. Trong after credit, Striker chân đã ứa máu và bị quân đội bắt về hỏi tội. Phần 2, The Wolverine. Bộ phim lấy bối cảnh từ dưới háng của Logan, người đang bị giam giữ tại Nagasaki, Nhật Bản, và nơi đây đón nhận sự yêu thương của Mỹ bằng một quả nấm. Logan cứu sống sĩ quan Yashida, che giấu anh ta khỏi phóng xạ, rồi bộc lộ khả năng hồi phục của mình. Tỉnh dậy từ cơn mơ, Logan này đã là một con người tiêu tụy khi đã phải chính tay giết chết người mình yêu. Sau sự việc đó, anh sống ẩn dật tại một nơi thâm sơn cùng cốc, làm bạn với gấu, cho đến khi nó trúng đại bằng tiễn. Logan giúp con gấu hết đau đớn, rồi đi tìm những kẻ gây ra việc này. Anh suýt thì đại khai sát giới nếu không có sự ngăn cản của Yukio, người đột biến với khả năng tiên đoán trước cái chết. Cô đưa Logan rời đi, tiết lộ mình là cấp dưới của Yashida, người đã được cứu năm xưa, đồng thời thông báo ông sắp chết và muốn gặp Logan để trả ơn. Thế là cùng nhau, họ tới xứ sở của ngành công nghiệp không khói. Logan đến biệt phủ Yashida, gặp Shingen, con trai ông, và Mariko, cháu gái. Sau bao năm tháng, cuối cùng Logan cũng đi tắm, tút tát vẻ đẹp trai, chỉ để gặp một ông già sắp chết, người đang nằm trên một cái giường khá là đau đít. Yashida lúc này mới nói ra âm mưu của mình, đó là lấy đi khả năng hồi phục để Logan có thể chết như một người thường, đồng thời xin và năn nỉ anh bảo vệ Mariko. What the fuck bro? Logan từ chối rồi định rời đi vào sáng hôm sau. Còn Yashida gọi Shingen đến, nói sẽ để lại vị trí chủ tịch cho cháu gái, khiến hắn rất tức tối. Đêm đó, Logan đang nghỉ ngơi thì gặp Jin, không nghĩ ngợi mà đá lưỡi luôn.
Nhưng bất ngờ chưa? Đó là Green, bác sĩ của Yashida, và cũng là một dị nhân. Ả ta chuyển một làn khói xanh vào người anh rồi biến mất. Đúng lúc này, Yashida qua đời, nên Logan quyết định ở lại dự tang lễ. Đang bảnh bao trong bộ suit thanh tao, anh bị một kẻ giả dạng đường tăng tấn công. Vết thương không tự hồi phục, khiến Logan hơi cục. Mariko thì bị đám người xấu bắt đi. Yukio lập tức lao đến, trong khi Harada, Hokka Nhật Bản bắn hỗ trợ từ trên cao. Logan liều mình tấn công và cứu được Mariko. Cả hai chạy trốn đến ga tàu, nhưng cô lại tách ra đi lẻ. Sợ bị gành nên anh vẫn bám theo bảo vệ. Trong lúc đó, Shingen biết tin Mariko trốn đi với Logan, liền tỏ thái độ khinh bỉ với Yukio, rồi tra hỏi tung tích hai người kia. Nhưng thất bại. Trên tàu điện, Logan đang bàng hoàng vì bản thân không thể hồi phục thì gặp ngay đám Yakuza lúc nãy, nên lại phải chiến đấu. Sau khi xử lý êm xuôi, anh và Mariko trú tại một khách sạn tình nhân. Và Logan gây thất vọng khi ra ban công đứng. Thất vọng là đúng, vì anh lại bị tấn công, suýt chết nếu không có Mariko. Anh được đưa đi chữa trị, nhưng nhận ra chính Green đã khiến mình suy giảm chức năng hồi phục. Cả hai sau đó đến một ngôi nhà an toàn ở ngoại ô Nagasaki, cùng ăn một bữa chuẩn phong cách Dom Toretto. Mariko nói Yashida để lại toàn bộ gia sản cho cô, khiến Shingen cực kỳ tức giận và yêu cầu tìm ra con gái trước khi gì chúc được công bố. Cô nam quả nữ ở với nhau khiến họ nảy sinh tình cảm, nên quyết định làm nháy cho quên sầu. Ảo giác về Jin xuất hiện đánh ghen, nhưng với sự xinh đẹp trời ban, Mariko giúp Logan bình tĩnh trở lại. Đến sáng hôm sau, anh tỉnh dậy và nghe thấy tiếng kêu cứu. Logan chỉ kịp giữ lại một tên bắt cóc, còn Mariko thì bị bắt đi mất. Sau khi tra hỏi, anh biết được nơi cần đến. Đúng lúc này, Yukio xuất hiện. Logan yêu cầu cô đưa đến chỗ Noburo, chồng chờ cưới của Mariko. Yukio cảnh báo đã nhìn thấy cái chết của anh, nhưng điều Logan quan tâm lúc này là sinh mạng người yêu, nên không quan tâm chỉ dần. Anh phát hiện tên thật của Noburo là Jack, khiến hắn khai ra chính Shingen đứng sau tất cả. Khi Yashida bị ám ảnh bởi người sói, nên đã tích trữ adamantium tại phòng thí nghiệm ở phía bắc. Shingen che giấu cho cha, nhưng lão lại để lại gia tài cho cháu gái, nên hắn mới muốn bắt cô. Trong lúc đó, Shingen muốn giết con gái để độc chiếm công ty, nhưng Harada đã kịp thời đến cứu. Người đứng sau anh là Green, ả ta đâm thuốc độc vào cổ Shingen, khiến gã lảo đảo lao xuống hồ. Ngay lúc này, Logan và Yukio trở về, phát hiện ra lời nhắn của ả người rắn, nên quyết định đi cứu Mariko. Nhưng trước tiên, anh cần phải cứu bản thân mình thông qua cái máy chụp X-quang xịn sò này. Logan phát hiện điều anh luôn giữ kín trong tim là một con robot, nên quyết định tự mình lấy nó ra. Gã Shingen vẫn còn sống, lao đến tấn công hai người, buộc Yukio đánh nhau với chủ nhân để cứu Logan. Anh thành công lôi ra con robot, nhưng mất đi sự sống. Yukio dần rơi vào thế yếu, suýt thì bị giết. Bất ngờ chưa? Logan tỉnh lại và giết chết hắn. Sau đó, anh lên đường cứu Mariko, lúc này đang ở chỗ Green. Ả ta ép Harada phải bắt được Logan, nếu không sẽ giết Mariko, rồi đặt một lọ thuốc độc vào túi của anh. Người sói đến được nơi cần đến, đối đầu với đám lôi thôi. Mấy thanh niên bắt đầu ỉ yêu hiếp đấm, khiến anh dần đuối thế. Nhưng với việc Yukio giúp đỡ Logan, Harada buộc phải nhúng mũi tên vào chất độc của Green, bắn liên tiếp vào người mới khống chế được anh. Khi tỉnh dậy, Logan nhận ra mình đang bị khóa cứng và được giới thiệu bộ giáp adamantium. Green kích động khiến anh bật móng và trúng kế. Bộ giáp samurai đứng dậy tiến lại gần, định chém đứt móng của Logan, nhưng Mariko đứng cản, khiến hắn lỡ đà chém nát cái khóa, giải thoát cho người sói. Ả người rắn đuổi theo, nhưng Harada bắn để cứu Mariko. Lúc này, bộ giáp tấn công Logan, còn Green lột ra để hồi sinh. Tên samurai lôi ra một thanh kiếm đỏ rực, chém đứt móng phải của người sói, định chém nốt tay trái thì Logan rụt mẹ móng vào, rồi lao xuống dưới. Anh lấy một thanh gươm để đối đầu với con robot, nhưng suýt chết nếu không có Harada. Tên samurai tức giận giết luôn nam thanh niên xấu số. Nhân lúc hắn phân tâm, Logan chém bay đầu, rồi cả hai ngã xuống dưới. Cứ ngỡ con robot đã chết, nhưng không, nó bất ngờ chém tiếp móng trái, túm lấy anh rồi bắt đầu hút đi sức mạnh. Hóa ra hắn chính là Yashida, giữ chút hơi tàn bởi bộ giáp và âm mưu lấy đi sức mạnh của Logan để hồi sinh. Gã đang trẻ lại nên cười rất phê, nhưng gáy sớm thì ăn lộn khi bị Mariko phi cái vuốt vào đầu. Logan điên lên, mọc ra bộ móng xương đầm chết tên khốn nạn. Trong khi đó, Yukio solo quy với Green, rồi treo cổ ả cho khói lột được ra. Thế là toàn bộ kẻ xấu đã bị tiêu diệt. Cuối phim, Logan tạm biệt Nhật Bản, trao cho Mariko nụ hôn mặn nồng, rồi cùng rời đi với Yukio đến phần phim tiếp theo. Trong after credit, Logan gặp lại Magneto và Xavier, nhận lời mời tham gia X-Men Days of Future Past. Nếu đã quá quen với hình ảnh Hugh Jackman mạnh mẽ, nhanh nhẹn, trẻ trung và năng động, thì hãy đến ngay với phiên bản gần đất xa trời trong phần cuối. Logan tỉnh dậy trong sự rung lắc mà tôi cứ tưởng là gangbang. Logan phát hiện có thằng nào đang tháo xe mình. Do cơ thể già yếu, anh không đủ nhanh nhẹn để né đòn nữa, còn dùn xéo lắm cũng quằn. Logan vùng lên chém chết ba tên,
rồi đau đớn lái xe đi cùng những câu chửi thề, khả năng hồi phục đã yếu đi rất nhiều. Nên anh ẩn mình làm công việc tài xế ở Texas. Trong một lần đứng đợi khách ở phái cổ mộ, Logan gặp một người phụ nữ lạ mặt nhưng không muốn rắc rối nên từ chối giao tiếp. Sau đó anh gặp Donald Pierce, kẻ muốn tìm cô gái bạn ấy. Hắn để lại card visit rồi rời đi, khá lo lắng. Nhưng Logan vẫn phải về nhà. Anh sống cùng Caliban, dị nhân có khả năng tìm thấy bất cứ dị nhân nào đang nợ tiền bạc, và chăm sóc cho Nguyễn Hữu Xavier, năm nay hơn 90 tuổi. Do tuổi già, giáo sư X thường xuyên lên cơn động kinh. Tệ hơn là ông luôn khiến người khác phải động kinh cùng mình. Cơn động kinh chỉ có thể được áp chế bằng thuốc an thần. Xavier nói mình đang giao tiếp với một dị nhân, nhưng Logan không tin vì dị nhân không có xuất hiện trong suốt 25 năm nay. Anh trở về phòng rút móng ra sơn, nhưng dường như đã quá mệt mỏi với cuộc sống. Caliban này là trần nội trợ và giặt rũ. Anh nhìn thấy đạn adamantium trong túi áo của Logan, chứng tỏ Logan đã có ý định tự sát. Vì mưu sinh, người sói vẫn phải đi làm. Anh đến địa điểm được hẹn và gặp lại người phụ nữ lúc trước, tên là Gabriela Lopez, cựu y tá của tập đoàn công nghệ Alkaline Transition. Cô đưa tiền cho Logan, nói muốn đến một nơi gần biên giới và cầu xin khởi hành ngay. Logan tạm biệt Xavier vì phải đi xa trong vài ngày tới. Nhưng khi quay lại, Gabriela đã chết, còn anh chỉ kịp cấm theo một chiếc điện thoại. Biết có chuyện chẳng lành, Logan trở về định đưa bạn mình rời đi ngay. Nhưng chưa kịp di chuyển thì Pierce đã đến, nói mình muốn cô bé ở cùng Gabriela. Hắn có một cánh tay máy của Terminator, nhưng chưa nạp lần đầu nên bị ăn một gậy rồi gục xuống. Người ném là Laura. Khi cô bé lén trốn vào cốp xe đến đây, Logan giao cho Caliban đi xử lý tên Pierce. Còn anh thì vào nhà tranh giành cái cặp Hello Kitty, định điều tra thân phận của cô bé. Xavier khẳng định Laura là một dị nhân, thì Logan vội đưa ông đi vì đám người xấu đã xuất hiện. Tất cả là do Caliban đã vô ý để Pierce khống chế. Người sói lái xe định chạy trốn nhưng bị đội của hắn ngăn lại. Chúng khống chế anh rồi được lệnh đi bắt Laura. Một tên xăm trổ to con hùng hổ tiến về phía cô bé. Nửa giây sau thì chỉ còn mỗi cái đầu. Không chỉ tên là Laura, cô bé còn mọc vuốt ra và có khả năng tự chữa lành, khiến Logan bàng hoàng. Con này đêm nào ấy à? Ngay lập tức, cả đám lính lao theo truy bắt, buộc Logan phải ra tay giúp đỡ. Laura như một bản nâng cấp của anh, khi có cả vuốt ở chân, phá vòng vây, rồi nhảy lên chiếc limo. Sau một màn đua xe bắn súng gắt gao, Logan thành công cắt đuôi đám người xấu bằng một đoàn tàu hỏa. Việc để anh trốn thoát khiến Pierce phải tra khảo Caliban, nói cô bé là dị nhân phòng thí nghiệm. Quả là vậy. Khi Logan xem vlog từ điện thoại của Gabriela, phát hiện ra có rất nhiều đứa trẻ như thế nữa đều được sinh ra từ ống nghiệm nhằm mục đích tạo ra chiến binh để bán. Nhưng chúng ngày càng mất kiểm soát nên công ty nghiên cứu ra một thứ tốt hơn gọi là X24 rồi định xóa sổ tất cả. Gabriela đã cố cứu Laura và xin Logan hãy đưa cô bé đến Eden. Mệt mỏi vì hành trình sắp tới, anh quyết định nghỉ lại một khách sạn ở Oklahoma. Lúc này, Logan phát hiện Laura được sinh ra từ DNA của mình, không muốn đối mặt với sự thật nên dặn cô bé chăm sóc Xavier rồi đi tìm một cái ô tô mới. Trong lúc đợi lấy xe, anh nhận ra Eden chỉ là một địa điểm giả tưởng, bực tức trở về khách sạn và gặp đám lính của Pierce đột kích. Đúng lúc này, cơn động kinh của Xavier bộc phát khiến Logan phê cần, lảo đảo trở về căn phòng. Anh khó khăn giết từng tên lính một rồi tiêm cho giáo sư một mũi an thần. Dừng mọi thứ lại, Logan vội đưa ông rời khỏi đây, than phiền về cái điểm đến chết tiệt mà mình được yêu cầu. Anh giúp một gia đình chăn ngựa trên đường cao tốc và được họ đưa về nhà. Trong khi đó, Pierce biết không thể đối phó với Logan nên gọi cứu viện đến. Tiến sĩ Rice yêu cầu Caliban hợp tác với lý do não của Xavier đang thoái hóa và ảnh hưởng đến người dân. Phía Logan, lúc này căn nhà chuyển hộ khẩu sang Cali nên mất nước, buộc anh phải đưa giáo sư đi ngủ rồi cùng chủ nhà Will đến trạm cấp nước. Cả hai vừa sửa xong đường ống thì bị mấy kẻ lạ mặt đến gây sự, nên Logan cho chúng ăn đêm với món chính là nấm. Trong lúc đó, tại giường của Xavier xuất hiện một Logan khác. Hắn giết giáo sư và cả gia đình chăn ngựa rồi bắt Laura theo. Will vừa về đến nhà cũng chịu chung số phận, còn Logan đối diện với chính mình. Anh vội chạy lên xem tình hình của Xavier. Trong khi tên người xấu đưa Laura đến chỗ Rice thì ra đó là X24, dị nhân được Transition tạo ra, không chấp nhận được đám người xấu nữa. Caliban chôm lên mấy cái lựu đạn rồi ném ngay xuống dưới chân. Một vụ nổ lớn xảy ra, lớn đến mức khiến Pierce chỉ bị thương nhẹ. Trong lúc đó, Xavier hấp hối chăn chối khiến Logan điên lên, lao đi solo quy với X24 để trả thù, nhưng yếu hơn nên ngập mồm hành, suýt chết nếu Will không tống xe và bắn hắn 3 phát. Sau đấy Will chết luôn. Logan lại gần bế Laura đi, rồi cả hai nhìn nhau hiền lặng. Anh chôn cất Xavier tử tế, chút giận lên cái xe rồi bất tỉnh. Laura lái xe không cần giấy phép, đưa Logan đến gặp bác sĩ. Sợ ảnh hưởng đến người khác, anh không chữa trị mà vội rời đi, đồng thời giải thích rằng Eden không hề tồn tại. Nhưng cô bé nhất quyết đòi đến Bắc Dakota, buộc anh phải chiều theo. Bên phe người xấu, lúc này Rice đã giải thoát cho X24, tiêm thuốc kích thích giúp hắn hồi phục. Còn Pierce
nhìn chằm chằm vào địa chỉ ghi trên tấm ảnh của lũ trẻ. Trở lại với Logan, anh quá mệt mỏi nên ngủ xe trong khi lái gần, buộc Laura chiếm quyền điều khiển, đưa cả hai đến Eden, nơi thật sự tồn tại. Anh gặp những đứa trẻ dị nhân khác, được tìm một loại thuốc kích thích để cơ thể khỏe hơn. Sau đó nghe về kế hoạch vượt biên, anh tin rằng mình đã xong việc và quyết định không đi cùng nữa trước sự thất vọng của Laura. Hôm sau, các dị nhân nhí để lại một lọ thuốc kích thích rồi rời đi. Logan nhìn thấy một đám lính đang đuổi theo lũ trẻ nên vội vã lao theo. Quá yếu đuối, anh buộc phải dùng đến lọ thuốc kia rồi mạnh mẽ tấn công. Nhìn thấy Laura bị bao vây, người sói liều mình tả sông hữu đột nhưng bị thương nặng. Rice chặn đường, nói rằng không đột biến nào được sinh ra là do transition can thiệp thông qua thực phẩm, rồi thả X-24 ra chiến đấu do thuốc đang dần hết tác dụng. Logan lại bị hành, Pierce còn đánh lén anh, khiến lũ trẻ tức giận, sử dụng năng lực giết hắn, rồi tấn công X-24. Người sói yếu ớt bảo chúng trốn đi, còn mình ở lại chặn đường, nhưng bị xiên ngay vào một khúc cây nhọn. Trong khi đó, Laura lôi ra viên đạn adamantium thó được của Logan lúc trước, rồi bắn nổ đầu X-24. Lúc này, Logan đang ấp hối, còn Laura lần đầu gọi hai tiếng bố ơi. Mình đi đâu thế? Anh hiểu được ý nghĩa của gia đình và mãn nguyện tạm biệt trần thế. Đám trẻ chôn cất Logan cẩn thận rồi đi đến tương lai mới, kết thúc thế hệ dị nhân đã quá quen thuộc với khán giả. Hugh Jackman hết hợp đồng và cũng hết luôn các phần phim riêng về người sói. Sẽ còn nhiều dị nhân trong tương lai, nên là đợi đó. Điều các bạn cần làm lúc này là ấn sub, like và bật nút chuông thông báo để chờ video trưa mai trên The Reviewer. Tôi là Quản Quại, xin chào và hẹn gặp lại.